Chào mừng các bạn đã đến với kênh Tránh GDA. Trong video chia sẻ hôm nay mình sẽ gửi tới anh em dự án Show Network. Và với dự án này thì mình phải nói luôn ngay từ đầu cho anh em, nó dự án nó rất là đơ. Vì vậy nên anh em làm nhiệm vụ chúng ta sẽ cần phải chờ khoảng độ 50 phút mới có một cái phản hồi. Với email confirm thì sẽ tầm khoảng 15 phút sau mới có email confirm về. Và nếu như ấn vào mà bị lỗi thì người ta ấn lại nhiều lần. Đấy, đi loát lại trang ở trong link đấy, chúng ta ấn vào tải lại trang nhiều lần. Và khi nào được thì thôi. Đấy, mình chia sẻ luôn với anh em, và nếu mà nó not order thì người ta vẫn chờ, nhưng mà nếu mà nó báo lỗi not web thì chúng ta sẽ reload lại. Đấy, nhắc lại cho anh em thì đối với dự án này, các bạn sẽ tham gia cách là ấn vào content class, sau đó thì các bạn sẽ điền email và các bạn sẽ nhận được email xác nhận giống như mình đang nhận ở đây. Các bạn ấn vào xác nhận email và nó sẽ ra giao diện như thế này. Đấy, tại sao mà mình không thể cho anh em xem cái đoạn đầu được, vì đoạn đầu mình vừa xóa xong và khoảng 10 phút sau thì email nó mới về. Và vì vậy nên là mình không muốn đăng ký lại từ đầu, vì đăng ký lại từ đầu thì rất mất thời gian và có thể là không về mail. Đấy, mong em thông cảm. Đấy, ở đây thì chúng ta sẽ tạo một cái username. Ở đây thì mình có thể tạo một cái username rất là đơn giản thôi, ví dụ là Balancy chẳng hạn. Xem có được không? Nếu không được thì nó sẽ báo lỗi thế này nhá. Thực ra thôi, có lẽ là chọn một cái username mà quen thuộc với mình thôi, vì mấy cái dự án này thì cũng không đến mức gọi độ là quan trọng đâu. Mình chọn cái nào dễ dễ thôi. Rồi anh em chờ. Ở đây thì nó sẽ cho chúng ta chọn một cái con nhân vật. Hiện tại đây anh em thấy là cả ba con này thì mỗi con có một cái skin khác nhau, nhưng mà hai con kia thì chưa khả dụng, chỉ có một cái con ở giữa thôi, thì các bạn bắt buộc phải chọn con ở giữa thôi. Rồi các bạn ấn nút like này. Like tiếp này. Và bây giờ nút start này. Ok, có vẻ đây là game. Được rồi, lúc này đây thì chúng ta sẽ được nó chào mừng này. Trong game thì được chào mừng này. Cứ like đi, cái này có thể là skip luôn cũng được. Đấy, ta có thể là phóng to thu nhỏ nhé. Ở đây thì có phần Twitter này. Đây thì như là các cái danh sách nhiệm vụ. Community Quest. Rồi ok. Này là level thôi. Thì ở đây mình ở đây có một cái nút boot. Thấy bạn là nút boot này nó sẽ ra nhiệm vụ chuẩn rồi. Chúng ta sẽ kết nối với này tài khoản Terra chúng ta. Ấn nút Start nào. Rồi ấn vào nhiệm vụ đầu tiên là Collect nhỉ. Các bạn cần phải đăng nhập ở trên web, sau đó chúng ta mới kết nối được nhé. Cái này thì anh em thông minh một tí mới làm được nhiệm vụ này thôi, vì nó không có rất cụ thể cho anh em. Đó. Rồi, kết nối thành công, các bạn chờ đợi một lát, sau đó thì nó sẽ hoàn thành trong nhiệm vụ này cho anh em, và anh em nhận 50 XP. Bây giờ thì các bạn sẽ đến với nhiệm vụ tiếp theo, nó ở ngay góc ở trên này, các bạn tiến theo các cái lắc nhá. Lắc 1 này, lắc 1 là đây này, lắc 2 này, lắc 3 này, bây giờ lắc 3. Rồi bây giờ sẽ là join kênh Telegram nhé. Nhớ là các bạn sẽ join bằng cái kênh Telegram các bạn vừa liên kết đấy. Lỗi ấn lại. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ trả lời cái đáp án quiz. Đây. Click này. Rồi ok. Bây giờ 9 cộng 14 là 13. Vẫn phải trả lời là 13 nhé. Rồi, còn nó lại đẩy ra đấy. Rồi, rồi thành công nhé. Trở lại đây này. Trở lại đây thì các bạn thấy là nó báo là mình đã nhận được cái XP rồi này. Xong nhiệm vụ này nhé. Rồi ok, được level 3 luôn. Rồi, bây giờ thì sẽ đến với hai cái nhiệm vụ ở hai góc. Cái này thì xong rồi này. Ấn vào đây chắc chắn là sẽ không ra cái gì nữa. Ấn vào cái nhiệm vụ góc rồi này. Rồi, tiếp vào một kênh Telegram nữa đây. Rồi, nhiệm vụ ở đây thì cơ bản là do rồi. Bắt đầu. Cái này là hình như là chẳng. Bây giờ chúng ta sẽ bình luận một tí đúng không ạ? Bắt đầu thảo luận. Xin chào mọi người. Rất vui vì có mọi người ở đây. Sao nó copy nó không nhận nhỉ? Ok. Rồi ok, có vẻ là bước này thì mình cũng đã hoàn thành rồi. Đấy. Rồi, mình sẽ xem là đã tương tác với người khác mà nó vẫn chưa xác nhận nhiệm vụ này cho mình. Thôi, cái này để sau đấy. Nhận một cái repni của người khác. Vẫn mở cái này ra.
Bây giờ đang thế này đang kiếm mất ông để ông trả lời lại mình. Nhưng mà ông chưa trả lời. Chắc tí nữa sẽ có người trả lời mình thôi. Ok, ở đây mình đã nhận được một XP rồi. Tức là mỗi lượt thì các bạn sẽ nhận được một XP. Ở đây hoàn thành tất cả các quest thì các bạn sẽ claim XP ở đây, được chưa? Đây nó ghi nhận một lượt rồi nhá, nó ghi nhận một lượt rồi mình đã có một XP rồi. Đấy. Bây giờ còn thiếu mỗi một thanh niên nào đó rep đi cho mình thôi. Anh em thấy này. Cái này thì mình vẫn chưa được cái phần Repni của ai. Đấy, cái phần Repni này là quan trọng rồi. Bây giờ không có người Repni thì không hoàn thành được nhiệm vụ đấy. Nên là tí nữa anh em mà nếu mà chúng ta có on ấy thì các bạn nhớ đến mình một tí nhá. Được chưa? Cái này thì mình không có anh em thì mình không làm được. Nhờ thanh niên kia và thanh niên kia này hơi hơi kém không biết làm. Đấy. Thế mà thanh niên kia biết thì ngon. Đó. Ok. Như vậy là xong hết nhiệm vụ nha. Chúng ta sẽ ấn vào đây chúng ta cờ lên 100 XP này. Em chưa? Đấy các bạn thấy là hướng dẫn của mình rất là chính xác luôn đúng không ạ? Rồi ok. Như vậy là cái em Terran thì xong rồi nhá. Ở đây có nhà này. Nhà là level 1 này. Nhà ở tận nhà thì có cái nhiệm vụ ở đây, quét hoàn thành này. Ok. Quét hoàn thành man list ở đây thì các bạn sẽ điền email vào rồi. Rồi, sau đó thì các bạn sẽ ấn subscribe nhé. Rồi, cái này nó là đăng ký mail list thì các bạn sẽ ấn vào đây, trong email có sẽ có mail gửi về cho các bạn. Các bạn ấn vào xác nhận là được bạn 50 IP. Rồi, ổn rồi. À, có lẽ là nó chưa update cho mình thôi. Nhưng mà mình đã đăng ký xong rồi. Thì có cái quest giới thiệu người dùng này. Chúng ta có thể copy cái link test này giới thiệu người khác nhé. Rồi, tiếp theo mình sẽ trở lại với trang chính. Ở đây thì sẽ có cái quest Twister. Làm quest Twister đây. Rồi, ok. Có đây Twister. Ta sẽ liên kết. Nó khá là nhiều nhiệm vụ anh em ạ. Các bạn chú ý chúng ta làm nhé. Lỗi rồi. Lỗi API. API máy chủ thì có thể là cái Twister này không làm được luôn. Thì có thể là các bạn sẽ làm sau nhé. À đây rồi này. Mà chờ mãi mới được này. Đấy các bạn ấn lại nhiều lần nhé. Thử lại nhiều lần. Web hơi đơ. Có thể do đường truyền quốc tế buổi tối hơi yếu. Các bạn chờ mấy phút. Rồi xong liên kết Twitter xong này. Rồi giờ thì mình đến nhiệm vụ thực sự đây. Follow này. Liên kết xong là follow nó sẽ tự nhận thôi. Rồi cái này thì ném sang bên này. Thì chúng ta còn cần làm thêm. Các bạn chờ ít phút xem này. Rồi chờ một lúc thì nó sẽ báo nhiệm vụ các bạn hoàn thành. Tiếp này. Đi tiếp thì chúng ta đến với nhiệm vụ này đi. Open này. Hashtag. Thử nhé. Mình thử hashtag này xem nào. Gửi một cái hashtag thôi.
có thể mất 30 phút để có thể update được cái phần này nhé. Một ngày chúng ta sẽ làm 3 lần. Các bạn thấy nó có thể thấy là nó ghi một ngày chúng ta sẽ làm 3 lần. Và các bạn chờ đợi một ít phút để nó update cái nhiệm vụ này cho chúng ta. Cái này thì chắc là mình cũng không chờ nữa. Ok, mình đã đạt được level rồi. Rồi mình sẽ tiếp tục với cái nhiệm vụ này. Chúng ta sẽ mở cái phần này. Ở đây thì chúng ta sẽ nói một chút về cái này cũng được. Các bạn thể thêm gắn thêm một tí. Ok. Mình sẽ cho cái quả đinh đáp vào, mình nhấn nút đăng này. Là thì cái này thì rồi, cái này mình sẽ làm cho đây lép đi này, phần lép đi. Lép đi thế này này dễ nhé. Chúng ta sẽ bình luận. Bình luận dưới cái bài đăng của Twitter của nó ấy. Retweet lại luôn này, đăng lại này. Rồi ở đây mình sẽ lép đi thì có lép đi ngay. Ok. Đấy. Xong rồi nhé. Tiếp theo test vòng tròn luôn, retweet này, retweet. Retweet thì có cái gì mà retweet đâu. Cái bài đăng đầu tiên là cái bài ghim này. Retweet là bài này này. Rồi chưa, bài 1 giờ trước này. Rồi, ok. Chờ vài giây thì chúng ta x cái này. Đây nữa này. Like retweet này, chúng ta mở ra này. Dĩ nhiên mình cũng đã like hết rồi. Thực ra thì mình cũng like hết rồi. Ok, để xem mấy cái nhiệm vụ này nó có update cho chúng ta hay không. Các bạn cứ để yên vài nha, yên vài lúc xem nào nhé. Ok, cũng đã chờ đã một lúc rồi và vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ. Có thể nó rất lâu đấy, nó sẽ lâu đấy anh em ạ. Thì cái này chắc là không chờ nổi nữa. Mình thì vừa ăn cơm xong, nó ghi là 3 phút sau nó hoàn thành, thì mình cũng dẫn sơ cho anh em thôi. Thì các bạn nào mà chúng ta chờ thì chúng ta có thể mở cái tab này ra. Bây giờ mình sẽ đến cái nhiệm vụ Discord. Rồi, đây. Ta tiến hành, ta sẽ collect Discord nha. Này thì đóng tab thôi. Ta sẽ có một cái thao tác phê duyệt để quyền ứng dụng. Rồi, sau khi chúng ta phê duyệt xong thì vẫn phải chờ. Chắc là chờ độ 50 phút rồi. Ok, xong nhá, đã liên kết xong. Đến cái quét do đi code này người ta mở ra thôi. Này thì chắc nhanh thôi. Ăn vào chấp nhận này, mời này. Chúng ta sẽ xác thực là con người. Tiếp tục này. Ở đây có mẹo cho anh em, ta cứ vừa ấn vừa trở lại với trang chính nhé, để cái kết nối đường truyền nó không bị gián đoạn. Này cũng tự nghĩ ra thôi nhưng đến đâu hai đấy anh em ạ. Rồi Paris nào, 39972. Ok, tích này. Rồi Paris xong nhé, Paris xong thì các bạn có thể vào trở lại một tí này. Xong luôn rồi này. Ok, nên level 6 rồi này. Mấy cái quest này thì quest này thực tế là mấy cái quest các bạn nâng cái level lên thôi ấy. Vào ta chat đấy, để đây mình sẽ vào mình chat thôi. Các cháu ở đâu nhỉ? Đây. DM. Rồi ok, trả lời này. Hello. Rồi ok. Rồi community, có thanh niên này rồi nè. Cũng là community này. Ok. Rồi. Được, có lẽ là Reactor cái này mình Redmi này. Mời này, ở đây có cả cái test mời Discord này. Chắc là phải mời thôi. Mời thì mới claim được cái XP lớn này. Thì nói chung là cái này thì khả năng mình không hoàn thành hết được. Như mình cái vẫn như là trên 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 Telegram thôi, chúng ta sẽ trả lời lại người ta đấy. À, chào.
Đấy. Chúng ta sẽ chờ đợi một người nào đấy rep lại chúng ta giống như mình vừa làm ấy, thì các bạn sẽ hoàn thành được một cái test ở đây. Còn cái test mời ấy, mời Discord thì chúng ta phải làm cái kiểu kia thôi. Mời Discord thì chúng ta lại phải làm kiểu kia thôi, nhưng mà thực tế là cái mời này thì cũng lười lười không muốn mời, mình chia sẻ nhanh nhanh cho anh em làm kèo thôi. Đấy. Đấy thì nhiệm vụ nó chỉ có thế thôi, các bác cứ thế thế làm thôi. Đấy, còn nhiệm vụ ở đây này. Nhiệm vụ hôm nãy là có mấy nhiệm vụ còn giới thiệu thứ này anh em đã tự làm nữa xong thôi. Đơn giản như vậy thôi nhá. Nó hơi đơ một tí, hơi nâu một tí, hơi lang một tí, nhưng mà anh em chúng ta cố gắng làm sẽ làm được hoàn thành nhiệm vụ của cái dự án Solo Network này. Cảm ơn em đã theo dõi video và xin chào các bạn, giờ tiếp theo.